mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tần số tình yêu. Từ những người đã từng đổ vỡ trong quá khứ, nếu lập gia đình một lần nữa, Thảo sẽ sống khác hơn trước. Người cũ không đi sao người mới tới, đã sẵn sàng rung động ở hiện tại. Em với tôi nào đâu cách xa vời vời, mà tiếng gọi yêu thương không lén nhẹ vào hồn. Con tim sẽ chọn ai để kết nối? Nói chung là Thảo rối loạn nhịp tim. Đón xem tập 17 Tần số tình yêu phát sóng lúc 21:35 thứ sáu ngày 25 tháng 6 chương trình HTV7.